Bí ẩn hòn đảo tự di chuyển, mệnh danh là nghĩa địa của Đại Tây Dương. Mẹ thiên nhiên đã kiến tạo ra vô vàn hòn đảo huyền bí, dị thường trên khắp thế giới, và đảo Seibo là một trong số đó. Đảo Seibo thuộc tỉnh Nova Scotia của Canada, nằm cách thành phố lớn Halifax khoảng 300 km. Nhưng ẩn sâu địa điểm này là một bí ẩn mà tới tận nay không có nhà khoa học nào có thể giải đáp được. Hòn đảo liên tục di chuyển theo thời gian và cũng là nơi xảy ra hơn 350 vụ đắm tàu. Cũng chính vì điều này mà đảo Seibo được gắn biệt danh là nghĩa địa của Đại Tây Dương. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về địa điểm lạ thường này trong chương trình Tọa độ thế giới hôm nay. Hòn đảo đặc biệt ở rìa Tây Thái Bình Dương. Nằm cách thành phố Halifax của Canada khoảng 300 km về phía đông nam, đảo Seibo được hình thành từ cát, do đó có tên gốc Pháp là L'Île de Seibo hay là đảo cát. Hòn đảo có một hình dạng độc đáo, nhìn từ trên xuống có một hình như chiếc lưỡi liềm. Diện tích đảo chỉ khoảng 34 km2 và kéo dài gần 35 km. Đảo nằm trên trũng thấp ở giữa biển khơi bao la, bao gồm các dải cát quá khổ cộng với sương mù thường xuyên xuất hiện và những cơn bão kéo đến đột ngột. Đảo Seibo là một phần của quận 7 của đô thị khu vực Halifax của Nova Scotia. Hòn đảo Seibo được bảo vệ và quản lý bởi Parc Canada. Đảo Seibo được công nhận là một vườn quốc gia được bảo vệ của Canada và cũng là một khu bảo tồn chim quan trọng. Công viên là nơi sinh sống của hàng trăm loại động thực vật, bao gồm một giống ngựa của riêng hòn đảo. Đảo Seibo được cho là đã hình thành từ giai đoạn cuối khi băng tích tụ trên thềm lục địa, ở gần cuối thời kỳ băng hà. Đó là băng từ từ di chuyển như sóng xói mòn bờ biển phía Tây và những đụn gắt mới được thêm vào ở bờ biển phía Đông. Chúng liên tục thay đổi hình dạng dưới tác động của những cơn gió và bão mạnh. Một điểm đặc biệt của đảo Seibo là khả năng tự di chuyển một cách bất thường. Mỗi khi trời trở gió, đảo Seibo lại di chuyển giống như một con thuyền buồm xa khỏi vị trí cũ của mình. Trong gần 200 năm nay, hòn đảo đã di chuyển trên quãng đường dài 20 km, đồng nghĩa trung bình mỗi năm nó di chuyển được 100 mét. Nghĩa địa của Đại Tây Dương. Tuy không phải là đảo cát lớn nhất thế giới, nhưng nơi đây lại là một chiếc bẫy vô cùng nguy hiểm với các tàu thuyền qua lại trên Đại Tây Dương. Do hình thành từ bãi cát ngầm giữa các vùng nước nông trên thềm lục địa và biển cả, đảo Seibo có vị trí khá biệt lập. Thêm vào đó, dòng hải lưu lạnh chảy từ Bắc Băng Dương về đây kết hợp với dòng biển nóng, tạo nên các khối sương mù dày đặc, thậm chí cả những cơn cuồng phong đáng sợ. Vì thế, tàu thuyền di chuyển qua các vùng đảo này dễ bị mất phương hướng, đâm vào các chướng ngại vật và chìm xuống đáy đại dương. Trong lịch sử, nơi đây từng xảy ra 350 vụ đắm tàu, bởi vậy nó được gắn với biệt danh là nghĩa địa của Đại Tây Dương. Vụ đắm tàu đầu tiên xảy ra vào năm 1583. Đây là một trong những chiếc tàu được sử dụng trong cuộc thám hiểm vùng đất Canada của chính trị gia Vương quốc Anh Humphrey Gilbert. Khi cố vượt qua vùng đảo nguy hiểm này, chiếc tàu SMS Delight của Gilbert đã chìm sau khi bị mắc cạn trên một bãi cát của đảo Seibo. Thuyền cứ thế bị nhấn chìm xuống độ sâu 10 mét, kéo theo 85 thủy thủ đoàn phải bỏ mạng. Năm 1598, chiếc thuyền Marquis de la Roche trở thành nạn nhân tiếp theo của hòn đảo này. Chỉ duy nhất có 12 thuyền viên sống sót và lưu lạc trên đảo. Đến tận 5 năm sau, họ mới được giải cứu. Theo ghi nhận lịch sử, vụ đắm tàu cuối cùng xảy ra vào năm 1947, khi Manhattan cùng phi hành đoàn của mình vận hành chiếc tàu hơi nước qua vùng biển Đại Tây Dương. May mắn thay, nhờ có nhân viên cứu hộ tại trạm khí tượng, toàn bộ phi hành đoàn đều được cứu sống và an toàn trở về. Rất khó để có thể quan sát những xác tàu chìm xung quanh hòn đảo này, bởi chúng đều đã bị nghiền nát và chôn vùi sâu dưới cát. Tuy nhiên, ngoài danh tiếng hòn đảo tử thần, với các vụ đắm tàu chết chóc, đảo Seibo còn chứa đựng nhiều điều thú vị mà ít ai biết đến. Những sự thật thú vị về đảo Seibo. Đảo có ngựa nhiều hơn cả người.
đảo Chebo là ngôi nhà của hơn 400 con ngựa hoang. Nguồn gốc chính xác của quần thể ngựa Chebo hiện vẫn chưa được làm rõ. Có giả thiết cho rằng, tổ tiên của những con ngựa này là những con ngựa từng sống sót sau vụ đắm tàu. Một số người tin chúng là hậu duệ của những con ngựa khi xưa bị tịch thu từ chuyến hàng ở Acadians. Khi đi ngang qua hòn đảo mà buộc phải để lại một cách bất đắc dĩ, trong khi những người khác cho rằng những nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã mang chúng lên đảo. Thiên đường của hàng ngàn hải cẩu xám và 350 loài chim. Ngoại trừ 400 con ngựa, các cư dân của đảo Chebo còn có gần 300.000 con hải cẩu xám và hơn 350 loài chim. Trong số này, có 16 loài sinh sản tại chỗ như chim nhạn, mòng biển, vịt, cho đến các loài quý hiếm như chim ixquich và các loài chim nhiệt đới. Hòn đảo chỉ có một cây xanh. Trên đảo Chebo có một cây duy nhất. Cây thông được trồng cách đây hàng chục năm, cao gần 1 mét. Điều này bắt nguồn từ năm 1901, khi chính phủ Canada cho trồng 80.000 cây xanh để ổn định đất và giữ cát trên đảo. Nhưng tất cả cây xanh đều đồng loạt héo mòn. Thế nhưng, chính phủ vẫn không đầu hàng, tiếp tục cho trồng cây trên đảo. Nhưng kết quả cũng không mấy khả quan hơn, khi chỉ có một cây thông Scotland duy nhất còn sống sót. Hiện hòn đảo vẫn thiếu cây xanh tự nhiên, chỉ có những thảm thực vật thấp đang phát triển. Vườn quốc gia thứ 43 của Canada. Vào năm 1871, một trạm khí tượng thủy văn đã được xây dựng trên Chebo và quản lý bởi chính phủ Canada nhằm cung cấp thông tin về thời tiết cho các tàu thuyền. Nơi đây trở thành khu vực duy nhất có người sinh sống trên vùng đảo hoang vu này. Năm 2013, đảo Chebo chính thức trở thành công viên quốc gia thứ 43 của Canada. Quyết định này nhằm bảo tồn quần thể sinh vật sống trên hòn đảo, cũng như phục vụ cho các nghiên cứu khoa học trong tương lai. Tháng 6 năm 2014, đánh dấu lần đầu tiên hòn đảo mở cửa cho công chúng. Đây là một tin tuyệt vời đối với các khách du lịch hiếu kỳ muốn đến thăm hòn đảo kỳ bí này. Viếng thăm đảo Chebo được quản lý cẩn thận. Do lo sợ tác động của du khách lên hòn đảo, khu bảo tồn công viên quốc gia đảo Chebo được công viên Canada quản lý rất cẩn thận. Du khách chỉ được phép vào trong 5 tháng trong năm, từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 10. Tất cả du khách sẽ phải được cấp phép mới có thể đến thăm đảo Chebo, do chỉ có một số lượng người được phép đến mỗi ngày. Hiện có một danh sách dài những khách du lịch mong muốn được đến và khám phá hòn đảo kỳ thú này. Không những thế, tất cả du khách đến đảo Chebo đều tham gia buổi định hướng để tìm hiểu sâu hơn về đảo Chebo và giáo dục họ về các phương pháp tham quan an toàn và bền vững. Nó bao gồm những nơi du khách được phép tới, cũng như cách tiếp cận các động vật hoang dã và tôn trọng các dự án nghiên cứu. Những biện pháp này được áp dụng để bảo vệ hệ sinh thái tại đảo Chebo. Đây là mối lo ngại lớn của chính phủ Canada kể từ khi đảo Chebo lần đầu tiên được thành lập làm khu bảo tồn công viên quốc gia vào năm 2013. Vào thời điểm đó, các nhà bảo tồn đã lên tiếng lo ngại rằng chúng tôi rất yêu hòn đảo này và sợ rằng số lượng lớn khách du lịch đến đây có thể dẫm đạp chết hệ sinh thái hòn đảo. Hòn đảo có thể tan vào hư không? Khám phá đặc biệt khác được nhà khoa học ghi nhận là đảo Chebo đang trôi dần từ Tây sang Đông. Có thể do khí hậu nên đảo vừa di chuyển lại vừa thu hẹp và cuối cùng có thể biến mất. Chương trình Tọa độ thế giới của chúng tôi hôm nay đến đây cũng xin kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.